là các cháu hôm nay đến thăm nhà của Mr. Người em tiếng Việt là yêu nhất của Hồng Sơn. Rất sống rất tình cảm. Là thank you hai con cháu. Ngoài trời không sao thương, đường lầy ước ngõ tôi, mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, đợi lại để làm chi nữa. Chừng nào mưa thôi dài, đường về nắng lắm lối, tay không mà mơ ước đi vào đời. Để rồi bao năm trôi, thênh thang đường không lối, nhớ cô nhân muốn về rồi lại thôi. Quang vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tách rơi rơi dây dưng trong lòng. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng lắm lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, nhưng lúc nghe gió về kia chuyện mưa. Thực sự là một người doanh nghiệp, doanh nhân thành công, thành đạt. Học sinh nói vậy nhưng mà sống rất là tình cảm. Chứ em học sinh mấy chục năm rồi, suốt mấy chục năm trời à, rất là tình cảm, rất chân tình và rất yêu mình. Mẹ quá vậy. Buồn vào hôn không tên, thương dân nhớ.
bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ số tốt cho mình ha, mình cũng cố gắng giúp đỡ những gì yếu đuối nhỏ bé ai có thích mình. Rồi hát guitar đi con, hát bài gì thôi, nó biết gì nó hát tự nhiên, nó biết rồi biết cho nó quen đi. Vậy là tốt đó con ha. Bài nữa đấy ha, bài nữa gì, bài nữa gì ta, ba bài nữa, ba bốn bài nữa. Ủa bài đấy ha, đến 12 giờ đêm rồi. Thôi được rồi, thôi. Hai bài nữa đi, sợ nó yếu sức. Hai bài nữa rồi. Hai bài nữa ha, rồi ok. Đến anh ba hát bài nữa, anh 13 bài. Hả? Rồi. Bài gì đây? Rồi, cần gì đây? Giờ xong bài gì bác đúng không? Rồi. Thank you.
trường anh bước đi. Có nàng quen đôi mi ngóng theo đường vắng vẻ, hỏi còn ai cô chi. Thank you.
Kêu cái nhà.